Ủa làm cái gì vậy? Rau chuẩn bị lên mua món cháo làm gì? Cháo lòng, lòng luộc. Làm to luôn Minh ơi. Làm cho Minh to luôn. Anh ăn cái gì anh? Ừ. Cháo lòng lâu lắm. Cứ đi, làm tối luôn mà. Ừ. Lâu lắm. Rồi có ống đi đâu rồi? Ừ. Tôi gọi từ sáng giờ không ai rủ tôi đi nhậu hết trơn. Ủa là tàu mẫu hả? Đâu có đâu. Ừ, nó luôn có cháo lòng cháo lòng. Sáng hôm nay vậy đi rồi. Mà qua bia đâu vậy? Có bia đâu? Cái này để trong chỗ nó luôn cái tích á. Có gì là có rồi vậy hả? Thì đâu có mà về không phải đâu khỏi luôn. Thôi con vậy đi mua nè. Cái đèn này để cho lấy bạn á. Buổi sáng để thì lú lắm. Thôi thôi mà. Quá đẹp, quá đẹp. Cơm được mà.
gì? Tốn chén nó đủ nữa. Không hiểu luôn. Hai cho con ngồi. Không, hai cho con ngồi kế bên mà. Bệnh đi tới ông già. Mấy. Con tốn chén nó đủ nữa. Chuyện lạ thiệt á. Ai xấu vậy ta? Trời ơi. Ai tắm con vậy? Rồi xong hai với rau với rồi. Ai xấu vậy? Ủa, lạ rồi. Cái này được rồi. Hả? Cái này nó đi dọn ra. Cái này nó đi dọn ra. Nói chuyện trong tập không hiểu không? À, tên kia nói chuyện khó hiểu à. Có con tôi chăm sóc mày không tao. Hỏi. Ông đợi sáng giờ đó. Sáng giờ không ai rủ đi nhậu hết trơn. Cơm với thịt ba loại.